Đội cầu Quang Thanh xin kính chào cô, chú bác, anh chị em. Hôm nay ngày 22 tháng 8, em lại tiếp tục lên một video là 472. Video này là một lô máy bãi Nhật các bác nha. Ở trong này cũng có ít máy máy ngang, câu lua và máy đứng. Thì các bác cứ lựa chọn máy nào thì cho em cái mã số của máy và cái video là 472. Lựa chọn được máy nào thì liên hệ về số 0778873789 các bác nha. Rồi, để em lên cái mã đầu tiên cho các bác lựa chọn ủng hộ em. Lô này thì em cũng bao ship cho các bác luôn nha. Cái mã đầu tiên là mã M50 các bác nha. Mã M50 là em bán một combo. Combo này là một cặp máy của thằng Taiwan, là máy của Đài Loan. Một con máy của Daiwa và một con máy hiệu Ryobi. Size của nó là size tầm 2000. 2000 các bác nha. Đấy. Mô bên sống, gạt cước ok, tay quay đổi. Đó, mọi chức năng hoạt động bình thường các bác nha. Rồi, M50, giá là 300k. Combo, rồi combo thứ hai. Combo thứ hai cũng là một combo máy Hồng Kông. Cặp máy này là hiệu Ryobi. Đây, size một con là size 2000 và một con của nó là size 3000. Đây các bác. Nó có tem nhỏ đây nhưng mà nó bị rơi rồi các bác nha. Nó mà là mọi chức năng hoạt động bình thường các bác nha. Máy đã em kiểm tra qua ha. Chặn cước. Mô bên sóng, gạt cước ok. Mọi chức năng thì máy móc thì em cũng đã chỉnh sửa qua rồi các bác nha. Thì em cũng có lau chùi sơ và kiểm tra hết rồi. Nói tóm lại là máy được là hoàn thành hết. Các bác cứ kiểm tra hàng trước khi thanh toán là ok ha. M51 giá 300k luôn. Combo. Rồi M52 cũng là một combo các bác. Đấy, cặp máy hiệu Ryobi của Taiwan luôn. Đó, cặp máy Daiwa các bác nha. Size của nó là một con 2000 nha. Size thực của nó là 2000 nha. Con này 2000, cái con này 1,5 này. Con này 1,5, con này 2000 ha. Đây. Tay quay đổi luôn. Mọi chức năng hoạt động bình thường ha. Chức năng hoạt động bình thường. Đó thì em cũng kiểm tra kỹ rồi cho nên em cũng nói vậy cho các bác quay lại các bác xem rồi các bác ủng hộ ha. M52 giá cũng 300k. Rồi M53 các bác nha. M53 một cặp máy là đời cổ các bác này, máy đời cổ này ha. Mọi chức năng bình thường các bác nha. Đó. Tay quay phải nha. Tay quay phải nha. Đấy. Thì size của tầm con này có tầm 2,5 3,000 các bác nha. Đấy. M53 giá cũng là 200k thôi các bác nha. Con này 200k. Rồi M54 các bác nha. M54 là một cặp máy của cặp máy Hồng Kông. Đây cặp máy Hồng Kông này các bác này. Thì size thực của máy này thì cũng 3,000 luôn. Đấy. 3,000, cước 3 và 100m nha các bác nha. Cặp này cặp 3,000 nha. Nó để Long Master 2,000 nhưng mà thực sự ra con này cũng 3,000 nha. Đấy. Mọi chức năng hoạt động bình thường các bác nha. Đó. Mọi chức năng hoạt động bình thường cho nên em cũng là kiểm tra rồi cho nên em cũng có like nói về cho nó mau ha. M54. Giá 300k. Rồi M55 các bác nha. M55 cũng là một cặp máy Daiwa của thằng Taiwan luôn. Đấy, có đây là Taiwan các bác nha. Con này 2000, con này 3000. Một con 2000 và con 3000 các bác nha. Đấy. Ngoài hình đồng thể ra đây. Mà chức năng hoạt động bình thường các bác nha. Vậy em cũng nói vậy cho mau. M55 giá 300k luôn. Đấy. Rồi, combo 56 các bác.
Một con 1.500.000 và con 3.000. Con này 3.000, con này 1.500.000 nha. Hiệu Daiwa. Cặp máy hiệu Daiwa, made in Taiwan luôn ha. Đấy, con này 1.500.000 này, con này 3.000 ha. Mọi chức năng hoạt động bình thường các bác nha. Tay quay đổi luôn nha. M56. Combo của nó cũng là 300k luôn. Đấy. Rồi tiếp tục em lên cái M57 các bác nha. Đây, M57 là một con máy China hiệu Daiwa. China xuất Nhật các bác nha. Cái này thì cối Lucy 2.500. Cối là cối kim loại, cối bắt tay kim loại ha. Toàn thân carbon các bác nha. Gạt rất ok, màu bên sóng nha. Nói tóm lại là tất cả mọi chức năng bình thường các bác nha. M57 giá thì 280 các bác nha. Rồi M50 gì á? Rồi tiếp tục em lên cái M58 các bác nha. Đây. M58 cũng là một máy China xuất Nhật các bác này. Đây ngoài hình tổng thể lên đây. Nói tóm lại là mô bình sóng này. Gạt cước ok nha. Tay quay đổi nha. Rồi M58 giá là cũng là M58 bằng giá 300k các bác nha. Giá 300k nha. Rồi tiếp tục em lên cái M59 các bác nha. Rồi M59 cũng là một con máy Portline ha. Của thằng China xuất Nhật luôn các bác nha. Đây. Cối và tay quay kim loại nha. Máy hoạt động bình thường nha. Đấy. Nó bên sóng này. Mình tổng thể máy các bác nha. Đấy, nó để 3.000 ST các bác này. Để 3.000 ST ha. Chèn nó 3.000. Rồi M59 giá 280 các bác. Rồi tiếp tục em lên cái M60 các bác nha. M60 cũng là một con Sprinter V2.500. Machine China xuất Nhật hiệu Daiwa các bác nha. Cước 3 và 150, xe thực cũng 3.000 luôn các bác nha. Xe thực nó 3.000 này, tổng thể của máy của nó này. Rồi M60 giá cũng 280 luôn các bác nha. Nói tóm lại là mọi chức năng hoạt động bình thường các bác nha. Đấy. Anh cho em đánh cái mã số hơi lộn các bác nha. 60 rồi nhá. Em qua 61 các bác nha. 61 này. 61 một con máy Tecno. Một máy Tecno 7700EX hiệu Shimano. Con này là một máy ngang các bác nha. Đây. Máy ngang, máy này dạng giống như là con Viking các bác nha. Con này hiện tại bây giờ em đổi qua tay trái cho các bác rồi nha. Đấy. Đổi qua tay trái các bác rồi, máy hoạt động rất ok luôn nha. Con này M61 các bác nha, M61 giá 450. M62 các bác nha. M62 là một con máy ngang. Dùng cho các bác là đánh lure nha. Đây. Máy ngang quay tay phải. À, con GT hiệu Shimano các bác này. GT 4.000. Shimano Super GT 4.000 các bác đây. Mọi chức năng bình thường các bác nha. Đấy, đẩy cái này vào. Đúng rồi. Máy hoạt động rất mượt mà luôn các bác. M62 giá 450. M63 các bác nha. M63 này. À, M63 một con máy Romax GS 3.000, nhưng mà xe thử con này tầm 6.000 các bác nha. Con này con của máy của thằng Taiwan nha, máy Đài Loan ha. Mở chức năng hoạt động bình thường các bác. Đấy. Các bác cứ kiểm tra hàng trước thanh toán nha. Đấy các bác. Đấy, con này xe thực tầm 6.000 các bác nha. M63
giá 350. 64 các bác nha. Rồi 64 một con ST2000 các bác nha. Sprinter ST2000 đây, toàn thân carbon các bác nha. Nó tâm là mở chức năng hoạt động bình thường nha. Đấy. Đấy, con này cũng size thực có tầm 6.000 luôn các bác nha. Con này 6.000 luôn nha. Cực 6 vào 200 này. M64 giá cũng 350 các bác nha. 350 nha. Rồi M65. M65 một con Sprinter 2000B các bác. Đấy. Toàn thân carbon luôn. Sprinter ST các bác này. Đây. Rồi, con này cũng size thực 6.000 các bác ơi. 6.000 nha, toàn thân carbon nha. Đây quay kim loại thôi. Giá 350. Rồi, M66 các bác nha. M66 này. M66 cũng một con máy SGS 3000, mà sai thật con đồng 6.000 các bác nha. Đây, cước 5 vào 200, cước 6 vào 160, cước 7 vào 140 ha. Toàn thân kim loại, cối carbon ha. Mọi chức năng bình thường các bác nha. Mọi chức năng hoạt bình thường nha. À, thì các bác nào mua con nào muốn kỹ lại nữa thì cứ kết bạn Zalo rồi em quay kỹ các bác xem ha. M66, con này thì giá cũng 350 luôn các bác nha, 350k. Rồi M67 các bác nha. M67 một con máy ngang Lure, máy này của Martin Japan luôn ha. Tem vàng. Máy hoạt động rất mượt mà luôn các bác, đấy. Ngoài hình tổng thể ở đây. Rồi M67 con này giá 450. Rồi M68 các bác nha. Đấy. M68. Cũng là một con máy ngang quay tay phải. Made in Japan. Ra tay của nó là 1.6. M68 giá 450 các bác nha. Rồi M69. M69 một con Anoc ST2000 hiệu Shimano của thằng Malaysia. Con máy ngoại hình còn ok, còn đẹp các bác nhé. Mở bên sóng gạt cái ok luôn ha. Tay quay đổi nha. Gạt. Có thằng ABS nha. Con này xe thực nó 2.000 luôn các bác. Cước 3 vào 100.000. À, cước 3 vào 100m. Máy còn đẹp. Dòng này cho các bác đi lùa là hết bài luôn. Ok. M69 giá 550. M70 các bác. M70 một con Dinat Cutter SS 3.500 hiệu Ryobi của thằng Nhật. Con này xác thực nó 6.000 các bác nhé. Máy rất êm, rất mượt mà luôn ha. Đó. Hiệu Ryobi, máy Nhật. Máy bình sóng. Ô, con này máy bình chết các bác ơi. Con này máy bình chết nha. Em tưởng máy bình sóng nhưng máy bình chết. Con này máy bình chết các bác nha. Máy bình chết thì em để giá cho các bác là 350 thôi. Em tưởng máy bình sóng. Con này để các bác là 350k nha. M71 các bác nha. M71 một con Ultera ST3000 ha. Hiệu Shimano của thằng Nhật luôn. Đây các bác, con này các bác đi đánh lùa ok luôn, máy còn đẹp nha.
màn hình tổng thể ở đây để xếp nhẹ theo thời gian ha. Cước 3 và 200, cước 4 và 150, cước 5 và 100. Sai thực con này là 4.000 chứ không phải 3.000. Sai thực á là 4.000 nha. Còn ST 3.000 là cái model của nó. Giá thì là 550k. Và tiếp tục em lên cái M72. 72 một con Kinox SX 4.000. Xiaomi hiệu hiệu Ryobi, máy Nhật luôn các bác nha. Đây. Cước 6 vào 320, cước 7 vào 200 và cước 8 vào 160. Đây, con này size thực của nó là 8.000 các bác nha. Con này size thực nó 8.000 nha. M72 giá là 650k các bác nha. Đây. Rồi các bác nào yêu thích máy nào thì cứ liên hệ về số 0778873789 các bác nha.